Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến cách tăng kỹ năng và tiềm năng của môn phái Ngami. Và cô sẽ nói về kỹ năng của môn phái Ngami Búp với lại kỹ năng của môn phái Ngami Trưởng. Anh em có biết là Ngami là trong phiên bản này là được chỉnh sửa và tăng sức mạnh lên đúng không? Nên là chắc chắn sẽ có nhiều anh em chuyển qua Ngami. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng qua Ngami phụ trợ, Ngami Búp trước nha. Ngami Trưởng là ở phía sau. Ngami phụ trợ, đây là kỹ năng chủ động của Ngami phụ trợ. Đầu tiên cô sẽ cho anh em xem những chiêu đánh thường trước cái. Đó. Thấy không? Một lần chơi thì nó sẽ tung ra hai đam. Rồi cái chiêu đầu tiên của Ngami phụ trợ đó chính là chiêu búp. Chiêu búp này nó sẽ giúp cho bản thân của con Ngami nó sẽ tăng được miễn sát thương chí mạng, tăng được kháng chí mạng. Đồng đội cũng sẽ được tăng luôn anh em. Chiêu số 2 là chiêu búp. Thấy không? Chiêu búp máu á. Đây chiêu búp máu này. Chiêu số 3 nó sẽ là nó gây ra 3 lần đam. Và nó sẽ giảm kháng tất cả của đối phương. Chiêu số 4 đó chính là gây ra 3 lần đam, nó chưởng ra 3 lần đam. Đó là chiêu chủ động của môn phái Ngami hỗ trợ Ngami búp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua chiêu bị động của Ngami búp và cái cách tăng của Ngami búp như thế nào nha. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và đây là kỹ năng bị động của môn phái Ngami búp, Ngami hỗ trợ. Thì cái chiêu đầu tiên là cái chiêu sẽ giúp cho môn phái Ngami hỗ trợ của chúng ta tăng sinh lực tối đa cơ bản, tăng tỷ lệ kháng không chế. Chiêu bị động số 2 nói chính là nó sẽ tăng cho môn phái Ngami búp của chúng ta sinh lực tối đa cơ bản và nội lực tối đa cơ bản. Chiêu này nó cũng sẽ tăng cho đồng đội luôn. Bị động 3 thì là nó sẽ giúp cho con Ngami búp của chúng ta vô địch nếu như máu của con Ngami búp dưới 30% máu, sẽ có tỷ lệ búp lên vô địch. Chúng ta sẽ được vô địch và chúng ta sẽ hóa giải miễn dịch hiệu quả bất lợi trong 3 giây. Bị động 60, ba la tâm kinh, tăng bảo hoa né, tăng sát thương chí mạng. Bị động 70, tăng tốc chạy, tăng kháng tất cả, tăng kháng thời gian bỏng. Rồi mỗi 1.5 giây sẽ tự động thi triển giúp cho đồng đội của chúng ta có thêm tốc chạy. Rồi chiêu 80, giảm thời gian hiệu quả ngũ hành, giảm tỷ lệ hiệu quả ngũ hành. Cứ mỗi 1.5 giây tự động búp lên là đồng đội của chúng ta sẽ được giảm. Giảm cái này để cho đồng đội của chúng ta được nhiều hiệu quả kháng không chế anh em. Nên là cái con Ngami búp thì nó sẽ được một cái là nó hỗ trợ rất là ghê. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật sự Ngami búp nó khó chơi. Hiện tại kiếm cả ngàn người chơi chắc kiếm được vài người người ta sẽ chuyển qua Ngami búp trải nghiệm. Chứ thật sự hiện tại Ngami búp nó không ai chơi anh em. Rất là khó chơi, nhưng mà anh em nào yêu thích muốn trải nghiệm thử anh em cứ chơi nha. Cái tăng kỹ năng của môn phái Ngami búp đầu tiên đó chính là cái bị động 1, chắc chắn chúng ta sẽ tăng full. Mình đang nói về những anh em đang cấp thấp nha. Anh em tăng bị động 1 full luôn. Chúng ta sẽ có sinh lực tối đa cơ bản, sinh lực nè. Rồi chúng ta có kháng. Quan trọng nhất là cái thằng sinh lực tối đa cơ bản á. Cái này rất là quan trọng, anh em tăng full. Rồi chủ động thì sao? Chủ động nếu như anh em đã chơi Ngami búp rồi, nếu chơi búp đó nha, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tăng full cái chiêu số 1 để tăng được cái miễn sát thương chi mạng, tăng kháng chi mạng cho bản thân và đồng đội của chúng ta. Tiếp theo là mình sẽ tăng full tử hàng phụ độ để đi búp máu. Rồi tiếp theo, nếu như mà anh em là một người chơi hỗ trợ thì chắc chắn chúng ta sẽ không có tăng những cái chiêu như là đánh thương đồ này nọ đâu. Mình chơi chỉ chơi hỗ trợ đồng đội và mình sẽ gây ra khó dễ cho đối phương đúng không? Sau đó mình giữ vị trí. Cái chiêu số 3 này là chúng ta cũng sẽ tăng full. Tại sao mình kêu tăng full 3 chiêu này là 60 cấp tại sao? Đúng không? Cái bị động 1 là tăng full nè. Bị động 2 mình tăng 1 điểm thôi. Cái chiêu này anh em có thể tăng, anh em không tăng cũng không sao. Mà cô nghĩ là nếu như mà anh em theo dạng mà chúng ta đi hỗ trợ team, chúng ta muốn có một cái hỗ trợ tốt cho team để búp cho team đồ này nọ và bản thân của mình được bảo vệ thì cái chiêu này cô nghĩ là anh em nên tăng full.
Rồi 60 thì chúng ta không tăng mấy cái chiêu này. Đã mình đi búp mà, đi hỗ trợ mà, không có tăng chiêu này. Chiêu này thì có thể là anh em tăng cũng được, không tăng cũng không sao. Nếu như anh em cần điểm thì anh em khỏi cần tăng chiêu này, để chúng ta tăng full 3 chiêu chủ động. Còn nếu như mà anh em đã đủ điểm tăng full 3 chiêu này thì anh em có thể tăng vô cái chiêu này. Rồi qua 80 chiêu này mình cũng tăng luôn nha anh em, để chúng ta kháng lại những cái hiệu quả không chế đối phương. Hiệu quả không chế ngũ hành là chúng ta sẽ hỗ trợ cho đồng đội của chúng ta luôn. Cái con Nga Mi búp, khi mà anh em đã chơi búp rồi đó thì anh em hãy chơi theo cái dạng mà chúng ta hỗ trợ và búp cho bản thân của mình và đồng đội của mình. Nó thiên về hỗ trợ nên là không chơi miếng nam nữa luôn. Đó nên là cái việc tăng cho cái con Nga Mi búp thì anh em cứ chơi hỗ trợ full hết có thể. Rồi bây giờ là chúng ta tăng tiềm năng như thế nào? Tiềm năng thì chắc chắn mình Nga Mi búp mà mình hỗ trợ mà, thì mình sẽ tăng full vô thể chất, dư điểm tăng vô thần pháp, vậy thôi. Còn anh em nào không thích thì anh em có thể tăng vô thể chất full, tăng vô nội công, tại vì đây là môn phái hệ nội công đó, vậy thôi đó. Anh em có thể tăng như vậy để cho chúng ta vừa có thể hỗ trợ team, vừa có thể bảo vệ bản thân của mình, chúng ta có máu nhiều hơn, đúng không? Đó là cách tăng của môn phái Nga Mi búp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua cách tăng kỹ năng của môn phái Nga Mi trưởng. Rồi Nga Mi trưởng của chúng ta thì chúng ta sẽ tăng như thế nào? Trước khi vào tăng thì bây giờ là cô sẽ cho anh em xem kỹ năng của Nga Mi trưởng trước. Chiêu đầu tiên là phong xương tay ảnh. Đó, nó sẽ đánh như thế này. Có một chiêu chụp xuống và sẽ có 3 tia sẽ đánh vô đối phương. Chúng ta sẽ gây ra 4 lần đam vào đối phương. Thấy không? Chiêu chủ động 1. Đó, gây ra 5 lần đam anh em. 5 lần đam, anh em thấy không? Chúng ta tích được 2 lần. Chủ động 2 là một chiêu búp máu. Chủ động 3 là một chiêu búp cho chúng ta tăng tấn công phần trăm. Và chủ động 4 là một chiêu sốc đam. Cái chiêu số 4 này là một chiêu đã được tăng sức mạnh trong cái phiên bản hiện tại. Sau bảo chày thì môn phái Nga Mi trưởng nó được búp lên cái chiêu phiêu tiết xuyên vân. Đam của nó sẽ rất là to. Nó tăng được cái chiêu đánh thường luôn. Tăng đam chiêu đánh thường luôn. Đây, cái chiêu số 4 này. Đó, nó gây 5 đam. Và nó tăng sức mạnh của 5 đam này. Tăng đam rất là to luôn nha anh em. Đó là Nga Mi trưởng hiện tại là cô thấy là anh em lựa chọn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng qua kỹ năng bị động của môn phái Nga Mi trưởng coi như thế nào nha. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi đây là kỹ năng bị động của môn phái Nga Mi trưởng. Đầu tiên là Nga Mi trưởng pháp thì chúng ta sẽ tăng là tấn công, sinh lực tối đa và sinh lực tối đa cơ bản. Phật tâm từ hữu là sẽ tăng cho bản thân của chúng ta sinh lực tối đa cơ bản và nội lực tối đa cơ bản, đồng đội cũng sẽ có luôn. Bất diệt bất tiệt sẽ giúp cho môn phái Nga Mi ban đầu chúng ta sẽ tăng được bảo qua né tránh, tăng được tốc chạy. Và khi mà sinh lực của chúng ta giảm 30% sẽ có tỷ lệ chúng ta sẽ được hồi máu, thấy không? Rồi 60 Phật pháp vô biên, chúng ta sẽ tăng được bảo qua né tránh và tăng được sát thương chi mạng. Rồi vạn Phật quy tông tăng tấn công phần trăm. Rồi dịp để tàn hoa, khi mà chúng ta tấn công chúng đối phương sẽ có tỷ lệ sẽ gây thêm sát thương. Đó, cái chiêu của Nga Mi là vậy. Vậy chúng ta tăng kỹ năng cho Nga Mi trưởng như thế nào? Tăng kỹ năng Nga Mi trưởng chúng ta sẽ tăng full bị động cho nó. Full luôn nha anh em. Bị động 1 ở dưới cấp 30 á, thấy không? 30 cấp trở lên á, tăng full bị động 1. Tăng cái này full nè. Rồi chiêu của chúng ta, nếu anh em muốn sốc nam đối phương thì anh em phải tăng cái chiêu, sẽ tăng full cái chiêu phiêu tiết xuyên vân. Những cái chiêu tứ tượng đồng quy, Phật quan chiến khí, phiêu tiết xuyên vân thì mình tăng một điểm. Cái chiêu này thì anh em có thể nhìn thấy là tăng một điểm mà nó chỉ tăng 1% sinh lực cho chúng ta. Đó, khá là ít, nên là hiện tại cua thì cua sẽ không tăng cho nó trong giai đoạn đầu đâu. Đó, nên là mình sẽ không tăng, mình để điểm, mình tăng vô một điểm ở tứ tượng đồng quy, một điểm ở chiêu này mà full luôn cái chiêu phiêu tiết xuyên vân. Anh em muốn sốc đam thì sau khi mà full phiêu tiết xuyên vân, anh em tăng full Phật quan chiến khí. Sau khi full hai chiêu này với là chiêu này đúng không? Anh em mà muốn sốc đam thì anh em tăng full tứ tượng đồng quy, thấy không? Còn nếu như anh em muốn đam duy trì thì anh em có thể tăng full như cái thằng phong xương tay ảnh. Một là tăng này full, tăng này full, tăng này full để sốc đam. Hoặc là tăng này full,
tặng này full, tặng này full đó. Sau này dư điểm thì chắc chắn sẽ tặng này full rồi. Rồi bị động thì chắc chắn là chiêu này mình sẽ tăng full rồi nè. Sau đó là mình sẽ tăng một điểm chiêu này thôi, tại mình lấy chủ yếu là 8% cái sinh lực cơ bản á. Rồi bất tiệt bất diệt thì tăng cái thằng tốc chạy, tăng bỏ qua né tránh. Cái này cô nghĩ nên tăng, tại nó có thêm bỏ qua né tránh mình đánh sẽ trúng đối phương nhiều hơn, nó sẽ ok. Chưa kể khi chúng ta tăng full, khi mà chúng ta tăng full nha, máu của chúng ta dưới 30% máu chúng ta sẽ được bút máu lên, nó cũng là một cái hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta gặp nguy kịch đúng không. Phật pháp vô biên thì chúng ta tăng full rồi, vạn Phật quy tâm cũng sẽ tăng full, và diệp đế tăng hoa cũng sẽ tăng full. Sau này anh em lên được 4 món hoàng kim trục lọc hoặc là có thêm một cái vũ khí cường hóa công 16 thì anh em có thể có nhiều điểm, thì chúng ta cứ tăng cái này như lại này đó, tăng vô đó là ok. Và ban đầu thì anh em cứ tăng cái này full để chúng ta có thể sốc đam, tại vì cái chiêu này nó tăng sức mạnh rồi anh em, tăng rất là nhiều đam, nên là anh em có thể sử dụng cái chiêu này để sốc đam đối phương rất là tốt nha. Rồi vì đây là môn phái hài nội công nên chúng ta đi đường đam, mà trưởng đi đường đam á, tăng full nội công, dư điểm tăng do thằng thể chất, nếu như máu anh em nhiều tăng full nội công, dư điểm tăng thần pháp đó. Đó là cách tăng kỹ năng của môn phái Nga Mi Trượng và cũng là cách tăng kỹ năng của môn phái Nga Mi Búp. Thì hy vọng anh em chuyển qua Nga Mi, anh em sẽ biết được con Nga Mi của chúng ta tăng cơ bản kỹ năng nó như thế nào, để cho anh em có thể chuyển qua trải nghiệm. Sau đó là anh em cảm thấy nó ok, cách tăng này nó cũng được, chúng ta nghiên cứu sâu hơn và chúng ta có được những cái cách tăng hay hơn nữa thì anh em cứ tăng theo cách của anh em nha. Và đừng quên, hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server, nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sun Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.